Có một chủ đề sau đây và nếu như bạn ứng dụng vào trong kênh của mình thì chắc chắn bạn sẽ gia tăng được cái tỷ lệ giữ chân khán giả ở lại trong video của các bạn. Và dĩ nhiên rồi, tỷ lệ video chúng ta sẽ dễ dàng lên xu hướng hơn. Đó chính là chủ đề bí ẩn độc lạ. Rồi ok, không phải ngẫu nhiên mà Tùng chia sẻ với các anh chị em cái chủ đề này đâu. Bởi vì chúng ta thấy rằng là gần đây những cái dạng nội dung như là nó gây tò mò đấy. Chính xác nó là một cái hiệu ứng gây tò mò với con người của chúng ta. Chúng ta có thể kể đến những cái kênh rất là nổi tiếng, ví dụ như kênh Molly Discovery này, kênh Kiên Kiến Thức này, kênh Cao Cường Vũ này. Đó, những kênh rất là thành công. Vậy thì nếu như bạn ở trong cái lĩnh vực của mình là một chuyên gia, bạn có thể chia sẻ cho khách hàng mục tiêu của mình những cái dạng mà độc lạ. Bạn có thể hoàn toàn khai thác những cái kiến thức chuyên sâu hơn, độc lạ hơn thông qua cái dạng tài liệu cũng như kiến thức của mình được mà. Vậy thì tại sao mà cái chủ đề này nó lại tác động vào tâm lý cũng như có thể giữ chân được khán giả vậy? Nào, chúng ta cùng xem anh ChatGPT trả lời thế nào với cái hiệu ứng gây tò mò các bạn nhé. Ok, anh ChatGPT anh ấy có chia sẻ rằng là con người thường bị kích thích bởi những thông tin gây tò mò vì nhiều yếu tố tâm lý tiến hóa ảnh hưởng đến sự hiện diện của tò mò trong cuộc sống của chúng ta. Dưới đây là một số lý giải chi tiết. Mình thấy rằng là có 6 lý giải, nhưng mà 3 lý giải đầu tiên thì mình thấy rằng là nó rất là thuyết phục. Rồi đầu tiên đó là lý giải vì sự tiến hóa. Rồi tò mò có thể coi là một phần của sự tiến hóa của loài người trong môi trường tiền lịch sử. Việc tìm hiểu về môi trường, nguồn thực phẩm và các yếu tố nguy cơ khác có thể là quyết định sự sống và cái chết. Do đó khả năng phát triển sự tò mò đã giúp cho con người hiểu và thích nghi môi trường xung quanh. Đó, đấy là cái tính chất là từ tiến hóa, mình nghe cũng rất là hay rồi. Rất là chính xác đúng không? Bản năng mà đúng không? Bản năng tìm kiếm thức ăn, bản năng tìm kiếm thực phẩm. Thế nên là phải đi tìm tòi và quan sát. Đó, và mình thấy rằng là tò mò nữa là còn là sợ là bị thú rừng là ăn thịt nữa. Thế nên là phải là luôn luôn là dè xét, luôn luôn là phải soi xét đúng không? Rồi, thứ hai nữa là học hỏi. Rồi, tò mò là một cách để học hỏi và tích lũy kiến thức. Con người thường muốn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh họ và tò mò là động cơ để tìm hiểu, khám phá và phát triển kiến thức và kỹ năng. Rồi, các bạn đã hiểu vì sao chúng ta luôn tò mò đúng không nào? Là để gia tăng kiến thức mới. Ok. Rồi tiếp theo là cái số 3 này cũng rất là hay ho liên quan đến cảm xúc. Tính hiệu suất cảm xúc. Một phần của sự kích thích tò mò đến sự tự phấn khích cảm xúc. Khi chúng ta tìm hiểu và khám phá điều gì đó mới mẻ hoặc thú vị, chúng ta có thể trải nghiệm sự hào hứng, hạnh phúc và tăng sự thưởng thức. Rồi, và mình thấy cái số 3 là hay ho nhất. Đấy, khi mà chúng ta tiếp nhận đến một cái thông tin gì đấy nó gây tò mò và chúng ta được thỏa mãn cái lý giải của cái sự tò mò đấy, và mình cảm thấy sung sướng, thấy hạnh phúc, thấy kích thích, và chúng ta đã nhiều lần như thế rồi. Và khi chúng ta đụng đến một cái nội dung nào đó mà nó gây tò mò ngay từ ban đầu thì mình nó sẽ gia tăng cái sự hiếu kỳ của mình, dẫn đến là mình sẽ ở lại xem các video dạng như thế này. Vậy nên là ngay bây giờ một cái bài tập dành cho tất cả chúng ta, bạn nhá, bạn này, bạn đang ở trong cái lĩnh vực gì, bạn là chuyên gia trong lĩnh vực gì, bạn sẽ gây tò mò cho người khác với những cái chủ đề gì này, những cái chủ đề bình thường mà ai cũng biết được rồi thì nó không phải là tò mò nhá. Nào, hãy thử comment trong video này, bạn sẽ có những ý tưởng tạo ra sự tò mò nào trong cái lĩnh vực của mình với khán giả mục tiêu của các bạn nhá.